tao kia. Thưa bà con cô bác của tỉnh Thủy, hôm nay Uy Nghi Việt Nam rất vui được về đây để giao lưu với bà con và cũng là để trực tiếp nghe bà con kể lại câu chuyện của tỉnh Thủy, một làng chiến đấu, một làng kháng chiến, trung dũng, kiên cường, một làng phát triển, đổi mới. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình giao lưu thì xin cho phép Uy Nghi được cùng với bà con dành một phút tưởng nhớ đến những người con đã hy sinh, đã nằm xuống ở mảnh đất này. Một phút tưởng niệm bắt đầu. Xin cảm ơn các con. Em nói là vẫn nghe được đúng không ạ? Dạ. Nói to lên tí nữa ạ. Có tăng được đâu. Thôi bà con ngồi gần lên ạ, chứ em cũng không nói được to nữa hơn đâu. Thưa bà con, vì sao Win-Win Việt Nam lại đến với tỉnh Thủy? Trước hết thì cũng xin giới thiệu, Win-Win Việt Nam xin tự giới thiệu về mình. Chúng em là một cái kênh truyền thông, gọi là truyền thông của nhân dân, đi khắp mọi miền đất nước, lắng nghe những câu chuyện, tâm tư, tình cảm của bà con, tìm hiểu về nguồn cội để hướng tới tương lai. Và trong những cái bài mà Win-Win Việt Nam đọc được của nhà văn Phạm Thông, là người con của tỉnh Thủy, thì có những câu chuyện rất cảm động về tỉnh Thủy quê ta. Và vì thế, để thứ nhất đến để tìm hiểu, khai thác cũng như là được trải nghiệm cái hoàn cảnh và làng của ta, và đồng thời cũng để xác minh câu chuyện của nhà văn, sự thật, kiểm chứng là nhà văn viết đến đâu, sáng tác đến đâu và câu chuyện diễn ra như thế nào. Vì thế cho nên hôm nay chúng em có mặt tại đây để cùng giao lưu với bà con, muốn lắng nghe bà con nói, kể lại câu chuyện của mình, của làng mình, của gia đình mình. Trước khi đến đây thì đoàn cũng đã ghé thăm Tam Thăng, tức là một phần của Tam Thanh trước đây, liên quan đến Kỳ Anh, cái xã Kỳ Anh cũ và bây giờ là tách ra thành Tam Thăng. Và câu chuyện ở Tam Thăng cũng rất là cảm động. Chúng em đã đến địa đạo, đến những cái hầm bí mật mà bà con nuôi giấu bộ đội khi xưa. Và hôm nay đến đây thì trước hết Win-Win Việt Nam muốn được gặp ông Trường Sơn, nguyên là đội trưởng đội công tác của đội Kỳ Anh Đông. Nếu xin mời ông ạ. Xin phép cả thủ lầu. À dạ, vâng, bác ngồi đi ạ. À. Dạ dạ. Tê tê. Dạ dạ. Tái thì hơi cực. Dạ. Đây là nó hết. Cháu chào bác Trường Sơn. Dạ. Cháu nghĩ là Trường Sơn có lẽ là một cái, có lẽ là một cái hiệu, tên hiệu chứ không phải tên khai sinh đúng không ạ? Thưa với các nhà phóng viên đài truyền hình của Việt Nam, đúng ra là tôi không phải là tên Nguyễn Trường Sơn, nhưng mà tôi là Nguyễn Văn Sơn. Nhưng mà cảm ơn người mẹ tôi. Người mẹ tôi, nhà tôi đi thì mẹ tôi có nói một câu: ngày cũng đi cũng thấy mẹ, ngày cũng về không thấy mẹ, thôi cũng lóc Nguyễn Trường Sơn đi. Chính cái đó là người mẹ tôi bỏ sửa chữ lắm. Bây giờ tôi vẫn nhớ mãi mãi. Mà sau đó tôi về không còn người mẹ tôi nữa. Cháu hiểu thế này có đúng không ạ? Là khi bác bắt đầu thoát ly, đúng thì, rồi. Vâng, thì người mẹ đã dặn là con đi thì khi con về sẽ không được gặp mẹ nữa. Và vì thế mà
người mẹ đã đổi tên cho bác thành Trường Sơn. À, Nguyễn Trường Sơn. Dạ, và điều đó thì đã diễn ra đúng như là lời, gần như là lời tiên tri của người mẹ. Đó là sự thật. Vâng, người mẹ tôi có dạng hai câu nữa. Dạ. Cũng sống rằng đừng để cái lưỡi cung căng. Đừng để gì ạ? Cái lưỡi cung căng. Đừng để cái lưỡi cung căng là ý bản dạng dò là nên bỡ. Dạ dạ. Nghe anh thưa. Tức là người mẹ dặn với bác rằng là con sống làm sao đừng để cái lưỡi con cong. Dạ. Mà chính bây giờ bản chất tôi trung thành với người mẹ như thế. Dạ. Cho nên cái chi tôi cũng tháng ấy. Dạ. Dạ. Nhưng tôi không có nghệ trục mềm dẻo. Dạ. Tôi nói toát ra là đầu thầu không còn gì nữa. Dạ. Khi bác thoát ly là năm nào ở bác Trường Sơn? Đầu cho tôi thì trước đây một tên lính ngụy. Ồ. Đó là sự thật. Dạ. Viễn bắt được quân dịch. Dạ. Nhưng mà trước đó năm 7 là ông già và già của tôi á có nuôi ông Lâm Quần Diệu. Dạ. Trong hầm bí, trong nhà không có hầm bí mật. Dạ. Tôi là liên lạc của ông. Dạ. Lên tới ông Trịnh Ngọc Châu ở đại diện xã Bình Đông. Dạ. Ông không nói đại diện ngụy mà ông là cơ sở của mình. Dạ. À, rồi đến năm 61 bắt tôi đi quân dịch. Dạ. Hồi đó mấy anh ấy hy sinh hết cho nên tôi không có liên lạc. Bác kể tiếp đi ạ. Thằng cô hủa đến đâu tôi nuốt đó. Ok, như vậy là thì năm 61 thì bác đi quân dịch. Lý do là vì một là bị bắt. Và bị thứ bắt. Hai nữa là bác không còn liên lạc với những người cách mạng. Đúng rồi. Dạ. Thì sau khi đi quân dịch thì bác có thể kể qua về cái quãng thời gian trong quân dịch của bác được không? Được, nhưng mà dạ. Kể cũng hơi dị. Dạ. À, là bác Hồ có nói là xuống Mỹ lòng ta. Dạ. Mà chính ngồi đây có anh ấy cũng lính Mỹ. À. Y sĩ. Dạ. Nhưng mà xuống Mỹ lòng ta. Dạ. Rồi về nữa là bác sĩ cộng sản vì cảm. Dạ. Mới người mới anh mới sống được đó. Dạ. Còn tôi thì sau ba, cuối sau ba đầu ngủ. Dạ. Vì em tôi không viết vô một cái thơ á. Lần mình đi nhiều lắm rồi. Nên là không muốn đi đâu. Thế là tôi biết rồi. Dạ. Thế từ đó tôi đầu ngủ thôi. Dạ. À, phải về theo tiếng gọi của trái tim mình. Dạ. Đó là một chính nghĩa. Dạ. Vì đã ước mơ của cả dân tộc. Dạ. Bác nói là năm 1963 thì người em viết một cái lá thư. Em trai. Vâng, em trai viết lá thư vào. Đầu thôi, đầu. Nói rằng là làm mình đi nhiều lắm rồi. Này. Và bác hiểu đó là đi đâu. Cho nên là bác đã đào ngũ. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng ý chứ. Đi theo tiếng gọi của trái tim. Không thể viết rõ trong thơ được. Dạ, vì không thể viết rõ trong thơ được. Là xin lỗi các bác. Đó là lần thứ hai. Cái này thì mình phát thì sẽ rất là nhiều người ta xem. Và tiếng của mình thì cái tiếng địa phương mình nghe hơi khó nghe, cho nên em sẽ gần như là làm một cái người phiên dịch. Là em phải em nói lại để cho khán giả theo dõi. Mời bạn. Dạ. Sao như vậy là sao? Trong thời gian đi 61 cứ như vậy là nửa 63 là tôi đầu ngủ. Dạ. À, có một lần đi đi phép về thì tôi bằng đồ chơi Vinh mà ở chỗ giúp sủa cũng sẵn á. À, tăng nước thành á, tôi như vậy là ba anh đồng chí của mình xuống đúng đường. Dạ. Ừ. Thế lục khách mà cái giấy phép tôi thì tôi rút ra tôi cạch với cái già này. Dạ. Sau đó rồi anh cũng vui vẻ, anh tôi cũng được tình công giống nữa. Dạ. Vì rằng khách họ nghi mình. Dạ. Nếu mình vui vẻ tiếp thì hắn nghi mình. Dạ. Ừ, tôi cũng về tôi nói với gia đình ấy. Dạ. Rồi nó mới giữ ra để rồi mới về mới đi thế thôi. Hôm giờ bây giờ cũng nhắc lại đấy. Dạ. À. Thế rồi. Sau đấy là bác về phép đấy là bác đào ngũ luôn không quay lại không vào lại chứ à vẫn vào lại dạ. Vì rằng vì có những cái phải vào vì tôi có mấy thằng bọn á hầu như trung sĩ đốc là cơ sở của cộng sản mình à, vì ở Sài Gòn đúng quân Sài Gòn ông chở tôi về nhà ông là bây giờ ông tiếp tục rất trình ông nói nè cái thằng những tóc khướm lá mẹ ơi mẹ phải cho nghe vì ông nói tôi lái xe à, tôi kể lại cuộc đời của tôi rồi y tôi lái xe mà tôi biết ông là tóc là người của cách mạng mình nhưng mà không có điều kiện nói với ông được chứ hầu nữa tôi chưa biết uống rượu nếu biết uống rượu thì đi với ông riêng thì cá lãi mình cũng nói được mà mình chốt ông được à, câu chuyện như thế đó sau đó tôi sẽ vào lại chứ tôi không sau đó tôi về vì đây thằng chú em sao kim tôi là không viết cái thư gửi vào mà chú nói bây giờ hy sinh rồi à, để là quê à, quê mình như vậy đi nhiều rồi chứ không có tin đi à, không có chi hết chứ là biết rồi chứ là sao gì vì sao về cái kết mạng giải phóng đấy tôi làm trưởng an ninh
của thôn, rồi phó an ninh xã, rồi trưởng công an, phó chủ tịch của xã Kỳ Anh, cái địa đạo Kỳ Anh. Tôi làm như tôi là người đề xuất là không cho làm ban đêm. Nhiều ý kiến anh lãnh đạo tệ sao là không cho làm ban đêm. Tôi nói để tôi hốt hết cái đống cháu nó qua đây, qua làng thủy này. À, qua làng thủy này tôi làm một ngày, bảy ngày, giáo dục tuyên truyền bảy ngày. Sao gì đâu, đúng phải vậy. Cho nên hầu nói là anh Phạm Biên bí thư nói là đồng chí rất tốt ạ. Mà tôi nói thiệt với mấy phóng viên này, dân ở đây rất tốt, đếm cháu được cái tốt là không đếm được. Cái đó cái tự hào của làng quê ở đây mà kể cả Kỳ Anh hơn đó cũng được. Cho nên đó là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, địa đạo Kỳ Anh sao cái địch lán chiếm lại không bị lộ, được bảo vệ được các tất cả các đơn vị về đánh núi cấm, đánh trên đường, đánh nhà bộ đội đều hoàn toàn bảo vệ hết, được hết. Cái đó là cái rất tuyệt vời nhất. Còn riêng ở quê đây á, có nhiều tấm gương rất lớn. Ví dụ như anh Đình đây thông đồng trưởng Vinh Chặt cũng hơn, sao cũng hy sinh. Rồi anh Thạnh ở đây cũng thế. Rồi anh Nguyễn Ngọc Tan đấy, hầu như là bảy mốc xuống động tác bị xuống ngày 26/4/71 bị phục, bị trung đội trinh sát của thành viên biệt lập nơi hắn phục bán anh là chết gãy đường đi đường. Thì trong lúc cái cùng vì lậu qua sông cùng đang tràn như đào thì bữa anh Nguyễn Thành Đét thì nhảy xuống sông lệ quay về gặp tôi được. Còn anh Tan Nghi là bị thương, như vậy là phá cái akara để quả lưu đạn xuống dưới, rồi cây súng ngắn cũng thì phải chứa vùng trong với vùng ni, rồi trẻ một cái thắt lưng lưu đạn 23 quả. Rồi 6 ngày như vậy là hắn Adicho ra thì anh đánh hắn dỡ cái chiến lược phẩm lên hết, như vậy là một thằng sao đúng quýnh hết 13 quả lưu đạn, 12 quả còn quả tự tử luôn. Một hành động rất dũng cảm, những con người ấy ở quê đây. Cho nên chúng tôi đang học tập những con người ấy. Còn sau cuối thứ bảy á, 30 ngày 31 tháng 12 thứ bảy là điều tôi về làm ủy viên ban ninh huyện Tam Kỳ. Tôi phụ trách chuyên môn là đấu đầu với bọn trình báo, đấu đầu với bọn như vậy là trình báo mật vụ cộng tác viên của địch thì không ít hoạt động vùng giải phóng. Cho nên bây giờ tôi cá nhân tôi kể cho phóng viên này, nếu giới như gia đình hoặc tập họ tôi có nhưng giết thấy thì cũng trả chưa đủ. Không, tôi muốn thật, đó là sự thật của tôi. Những cái mà tôi vẫn còn nhớ, ở trong địch tôi vô bắn bể đầu là bể đầu, bị giết ác nữa, không với anh em, nhưng mà anh em cũng sợ, được không? Nhưng mà tại sao như vậy là bảo tôi làm những cái hành động như vậy? Là vì lúc đó mẹ tôi là hắn giết mất rồi, vợ tôi là hắn vô mơ trên đường Hồ Tính gần 5 năm. Rồi anh tôi hy sinh, ông già tôi dẫn đứa con tôi ra Đà Nẵng đi xin nhan, rồi họ đưa vào là dưỡng lão. Mà bác sĩ của Việt Nam ác nhất, vì ông kể lại ông cho đi chứ, mà ông cho cháu nội ông đi chứ, mà mất gì ông giữ. Bất sĩ đức nó bất đừng ông bánh tiếng Việt Nam được, bất ông chết thì cháu chết không được cho. Nên tôi kể lại cái thống cảnh như thế, cho nên tôi mới nói với kẻ thù đó, cha mẹ tao đó, gia đình tao đó, mới giết tao cái chết đi. Từ đó hành động của tôi không còn cái gì nữa, chỉ biết chết để trả thù chẳng nó có gia đình mình, quê hương mình. Cho nên tôi kể mấy cái chuyện này để rồi phóng viên nghiên cứu. Chưa có cái thù nào giao hấp, kể cả Tây Nguyên và Bệnh nữa. Cái bọn việc đấu đầu, bọn việc lập đó, hắn mổ bụng, hắn đi cận bắt mổ bụng ra. Chỉ Nguyễn Thị Tắng ở quý trường đấy, hắn bắt xung quanh như vậy là xe mét. Sau đó ngủ ơ là thân nhân, hắn đưa con vô mà hắn mổ ra cho cô nè. Cô vô lưỡi lê cao binh, miễn đường á, mỗi thằng mũ hắn làm đi. Hạt vô, vô bụng riêng sạch, từ đây xuống trước. Sau đó phan hết trục ra, mà cô chửi, cô khóc chửi. Sau đó bắt, là thân nhân, bắt dính vô máu nữa.
không lý minh phạt chẳng bác dở mà kỳ thi dở mà cứu mà. Như vậy là cái ông anh rể nói tôi là thân nhân bắt lý là mưa luôn có ngày có đêm luôn, nhưng mà hắn tội gót hắn như vậy. Tối vô hôm đó mất tin nhân dân không quý thượng, chính tôi là người viết bản cam thù phát động. Tôi nhớ là những câu cuối cùng tôi kết luận tội ác của chúng á, trời không dung đất không tha, máu kêu trả máu, đầu kêu trả đầu, hỡi những đứa con quê hương đốt cháy cho tình mình, trả thù nhà đền nhà nước, lấy được 70 quân chứ không dễ chi lấy 70 quân đâu. Thì cam thù đó giả mần đó tất cả chúng mình cam thù này cũng như tôi đó đó. Rồi tôi nói cái chuyện thứ hai của cô Xanh ở đây, cô đó thiếu nữ đẹp cá, hắn đi cần lấy cái đắng cái đầu đây, đầu qua lao chuyện đây, là 30 tên Mỹ chết cũng của mình có bom ở chỗ đầu qua lao đó, rồi của hắn cũng nó nằm đó, bắt như vậy là hắn ở một ngày, lên nấu cơm cho ngang, trần trùng bắt cô ta ở trần trùng, hai lần lấy dâm, bãi thèm, hai lần cái là một bóng nữ. Sau đó như vậy thì mấy cô biết rằng, phóng viên biết rằng như ta thì được hắn chết đê sống đi, hơi thèn núm hơi tai hơi thèn núm chân, một thằng đút cây dương liễu vô cửa mình, sau đó bắn đi đầu. Đi tới dỡ chiếc chiếu rồi cũng khác, phải cảm xúc quá, một người vẫn giả mang đến mức độ như thế, đó là tội ác của kẻ thù như thế đó, đã bước quê tôi như thế đó. Cho nên ở đây đấu đầu với công việc lắm, dạ mong quá ấp quá, một lần con qua biết bao nhiêu vành trang tráng trên đầu, tội lắm các bạn. Gia đình tôi cũng tình trạng như đó, mà nhiều gia đình đó cũng tình trạng như. Rồi tôi kể đời của tôi, từ tôi nói thì ra chỗ mình kể công, tôi bộ lắm cô nè, tôi rất bộ lắm, mà tôi là hoạt động mình định. Đó, tôi đã từng đã kêu hầu về đi cảnh sát, tôi đến nhà tôi bắn luôn mà đi bên đây để trả thù cho quê hương. Tôi là tháng 4 năm 69, tại vì tôi phát hiện được cái công này là tôi chỉ điểm mà nhờ hắn sát ngay ở cái đồng thờ gáo trước, mà đồng đó dưới chân đồng thờ gáo là công ấy, là công tên Tăng Thị Trợ. Nó là hắn bù với cơ thằng cha Lê Cô Phạm là chi trưởng công an của Tâm Kỳ thằng Đã Công. Hắn quy chỉ cho thằng Lê Cô Phạm như vậy là tập kích vào cái nhà giết chết thì chúng ta là quyền viên rồi chị Phương bên phận của khu. Cái tôi ở đó, tôi công tác vùng ven đó, tôi trao cơ sở xuống đám ấy. Sau đó tôi hợp pháp, tôi lấy bộ đồ liên xăm của bọn tôi rộng với là cái sách tôi đóng cái ven ông nội. Tôi đẹp tên tôi là Lê Duy Câu, em tập với ông ở trung tâm ở dưới đây. Cái ra tôi 12 giờ tôi đánh, tôi nói như vậy chị ơi, vì tôi thấy cộng sản không thua, không mạnh, thôi chị tính cái bề để cho tôi gặp nên quản chứ rồi. Được mừng có mà tôi biết tôi tư tưởng đi chưa hầu cái tôi hết. Tôi hỏi là chị không nghe cho mà anh chị em ruột lao hổ trang đưa vô một nhớ chứ vì là hồ sơ chứ làm hồ sơ được cái sang là cái chưa tới trường cái lệnh bắt cái quần túi nhỏ là phó bí thư trưởng ban an ninh tỉnh ra thì bắt. Nhưng mà tôi không biết là ngày nào tôi chúng, tôi biết là ngày nào chúng. Cái tôi đối với công an của Kỳ Lan á, cho Kỳ Lan á, tôi mới đi các đồng chí bố trí đường tổ du kích. Tôi là pháp, từ giờ tôi bắt cái công chỉ điểm này, tôi nói thiệt, không ăn tôi nói thiệt. Mà cái đồng tống mà hắn có nổ súng bắn cho gì liền, tôi thôi chứ đừng bắn gì hết. Cái thời viện sắp đầu quá. Thì ra cây xuống cây muốn đi chợ về. Cậu mới đi chưa? Tôi nói tôi đi chị. Hội diện cam chưa? Nên là chưa. Tôi rút xuống ra, chưa ra lại. Không thua. Tôi thừa ý nhiệm ủy ban mặt trận dân tộc giải phóng của tôi kỳ về quyết định bắt thì đi cà tạo đi cá thân trong đó. Khi hậu nó không muốn gì cạo giá anh em vậy đi, tôi dặn chồng này lấy đồ ra tặng cho khổ cho chị đi, tay giờ là chứ thỏa xuống tôi bán được.
tôi dạng là đi sau 30 phút rồi lo lần lại nghe chưa, trên đầu cũng bán xuống lòng dưới lòng đó. Rồi dẫn về vô an toàn không có gì hết. Sau đó về đưa về trại giam hết, cơ thất thừa nhận hết tội đó hết. Sau đó mới phiên tòa xử tại vì là tôi nói đó, cái chuyện thứ hai một cái chuyện đi á là chỉ một mình tôi là từ vùng Đông lên vùng Tây, tôi bắt sống một thằng trình báo là tay mê tiến sĩ thu á là cái đu lô vừa đã tôi tặng cho bộ tổng năm 2014 vì lý do tại sao tôi biết thằng này thì trước đây tôi xuống tôi đi với đầu công tác của thật thì lấy sắt ở trên đường đây cho cô nè. Rồi khi bữa lý là vô nhà gặp phán nhưng mà không biết biết tay với đâu biết mệt. Rồi cái sao gì như vậy rồi chưa dưới cơ sở báo lại mấy anh gặp thằng trình báo rồi không bác vừa trả cái tiếc chứ tiếc. Tôi hứa với các anh lãnh đạo của xã Kỳ Lý hồi những ngày tôi thật với các anh á, nếu tôi chết thôi cho tôi sống á là trước sau thầy tôi bắt sống bằng này không cần mấy người bởi vì tôi biết nhà rồi vì là ở vùng Đông là vùng Tây mà bên đây chứ không bên ngày nữa này thì bên ngày là đi không được thì có quốc lộ thứ một địch không à. Thì tôi lên tôi vô nhà thì quá lên thấy mệt rồi tôi sống rồi nói chúng tôi rầm đi đang ngủ vậy mà nói chúng tôi rầm đi anh đứng dậy cho tôi ăn vô đó tôi bắn chừng cái tôi bảo này tôi thừa ý nhiệm ý băng mặt trận dân tộc giải phóng huyện Tân Kỳ về bắt quyết định bắt anh đi cơ tạo nhưng tôi nói lâu tất cả các đồng chí ở phía sau ở ngồi là chờ lệnh tôi rồi à. Thì tôi bây giờ chị lý do gì chú anh đi mà không có dây nữa vì gà đấy chảy gà thú nước đó là đúng chị chứ tôi đúng tôi cày súng vô trong mình thì chú đồng hồ tôi bạc chú hay là gì tôi trao cái dây đi ở trên tôi cũ đi này khán thẳng dây sao tôi ra tôi lấy trang chưa được tôi nói là tất cả các đồng chí muốn nhỏ muốn to tôi định mắt chị cái tôi nói tất cả các đồng chí theo lại tôi mới được đi được dạ cái tôi dặn đi biệt biệt về vùng pháo nữa còn lính anh đâu không thấy ông toàn là những đứa rồi nói như thế để rồi thấy là nghệ thuật bắt cả thù trong mình được